Tiếp theo thầy chữa câu 15. Cho đồ thị hàm số y bằng fx như hình. Khẳng định A. Hàm số y bằng fx nghịch biến trong khoảng từ âm vô cùng đến 0 và 2 đến dương vô cùng. Ta thấy trong khoảng từ âm vô cùng đến 0, đồ thị hàm số là một đường đi xuống, hàm nghịch biến. Và trong khoảng từ 2 đến dương vô cùng, đồ thị hàm số là đường đi xuống, hàm nghịch biến. Do đó khẳng định A là khẳng định đúng. Khẳng định B. Đồ thị hàm số y bằng f(x) có tiệm cận đứng và tiệm cận xiên. Thì ở đây ta thấy nó có đường tiệm cận đứng là x bằng 1. Khẳng định B này là khẳng định đúng. Khẳng định C, hàm số y bằng f(x) có hai điểm cực đại có tọa độ 2 7 và điểm cực tiểu có tọa độ 0 1. Ở đây chúng ta để ý Ở đây chúng ta để ý điểm có tọa độ 2 7 và điểm có tọa độ 0 1 lần lượt là điểm cực đại và điểm cực tiểu của đồ thị hàm số. Do đó khẳng định C này là khẳng định sai. Khẳng định D, hàm số y bằng fx đồng biến trong khoảng 0,2. Ở đây ta thấy trong khoảng từ 0 đến 1, đồ thị là đường đi lên. Trong khoảng từ 1 đến 2, đồ thị là đường đi lên. Tại điểm 1, hàm số không xác định. Do đó hàm số chỉ đồng biến trên từng khoảng từ 0 đến 1 và 1 đến 2. Khẳng định D sai. Tiếp theo câu 16, cho đồ thị hàm số y bằng fx như hình. A. đồ thị hàm số y bằng fx có tiệm cận đứng x bằng 1. Đây là khẳng định đúng. B. Đồ thị hàm số y bằng fx có tiệm cận xiên y bằng x 2. Khẳng định B đúng. C. Hàm số y bằng fx có điểm cực đại có tọa độ 33 và điểm cực tiểu có tọa độ chừ 1 chừ 5. Đây là khẳng định sai. Hàm số y bằng fx đồng biến trong các khoảng từ âm vô cùng đến trừ 3 và 3 đến dương vô cùng. Ta thấy trên khoảng từ âm vô cùng đến trừ 3, đồ thị đi lên. Trên khoảng từ 3 đến dương vô cùng, đồ thị đi lên. Do đó khẳng định D là khẳng định đúng. Tiếp theo câu 17, cho đồ thị hàm số y bằng fx như hình. A. đồ thị hàm số y bằng fx có tiệm cận đứng x bằng 1. Khẳng định A đúng. B. Đồ thị hàm số y bằng fx có tiệm cận ngang y bằng x trừ 3. Đường y bằng x trừ 3 là tiệm cận xiên, do đó khẳng định b sai. Hàm số y bằng fx có một điểm cực tiểu có tọa độ 2 1 phần 2, khẳng định c sai. D. Hàm số y bằng fx đồng biến trong các khoảng âm vô cùng đến 1 và 2 đến dương vô cùng. Ta thấy trong khoảng từ âm vô cùng đến 1, đồ thị là đường đi lên trong khoảng từ 2 đến dương vô cùng đồ thị là đường đi lên do đó khẳng định d đúng